cho các em học sinh trường cấp 2 thị trấn Lánh, Việt Yên, Bắc Giang. Những chai nước rửa tay kháng khuẩn, những chiếc khăn lau tay, khẩu trang y tế và tuyên truyền những điều cơ bản trong nội dung phòng chống đại dịch COVID ở giai đoạn nới lỏng giãn cách. Đồng thời hướng dẫn các em học sinh đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay đúng cách và cảnh giác với corona. Như các em đã biết trên đài báo, TV, mạng xã hội thì trận chiến chống Covid của Việt Nam được quốc tế đánh giá rất cao. Trong việc phòng chống đại dịch khủng khiếp này, sở dĩ chúng ta đạt được kết quả cao như thế là do chính phủ, nhà nước và Đảng Việt Nam đã có những chiến lược, chiến thuật rất nhạy bén, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà và rà soát từng người. Đặc biệt là tình yêu quê hương đất nước của dân tộc Việt Nam đã trỗi dậy. Mỗi người dân là một chiến sĩ của nước Việt Nam, đều chung tay đẩy lùi COVID-19. Chúng ta càng tự hào về dân tộc mình, trong khi nhiều nước bạn rất tân tiến và rất hùng mạnh như nước Mỹ, nước Ý, nước Hàn Quốc, Trung Quốc, vân vân, thì số người chết trong đại dịch corona này có thể nói chết nhiều như dạ. Nhưng ở Việt Nam chúng ta không chết một người nào. Sở dĩ là Việt Nam đã được quốc tế đánh giá cao và có đạt được những cái kết quả rất là cao trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 này, đó là do Đảng, nhà nước rất là tài tình, sản xuất, đặc biệt là chính phủ, ngành y tế, bộ y tế, các cơ quan ban ngành chức năng và toàn dân chúng ta làm một khối thống nhất quyết tâm tiêu diệt giặc corona. Các em đã nghỉ một thời gian rất là dài, hôm nay trở lại trường trong cái điều kiện là nới lỏng giãn cách xã hội, chứ chưa phải là đã chấm dứt nhé. Đại dịch chưa chấm dứt, chưa kết thúc, chúng ta vẫn phải cảnh giác với corona. Về việc cảnh giác với corona này thì chúng ta không quên những điều mà cần nên tránh. Đó là ba điều cần tránh. Điều cần tránh thứ nhất, chúng ta không nên đưa tay lên vùng mắt, mũi, miệng. Điều cần tránh thứ hai, chúng ta không nên đến những nơi tập trung quá đông người. Chỉ thị 16 đã bắt đầu nới lỏng, nhưng mà chúng ta còn chỉ thị 15, có nghĩa là không quá 20 người, không được tập trung quá đông như vậy. Vậy chúng ta môi trường học tập là đã có sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, y tế địa phương đã khử khuẩn, và tất cả những cái gì đó đều thể hiện một sự vô trùng để đón các em vào học, chứ cũng không phải là chúng ta ẻo ảo với là ẻo ảo vô trách nhiệm được đâu. Thế cho nên là các em phải vẫn phải tránh đến những chỗ đông người và tránh đến những nơi có người ho sốt. Điều cần tránh thứ ba là chúng ta không nên ăn thực phẩm thịt tươi sống hỏi và không tiếp xúc với động vật hoang dã. Đấy là những điều tránh. Và năm điều chúng ta nên đấy, ở trong ngành y thì có ba cha năm chiếu, đấy là các cô phải thực hiện ở bệnh viện. Nhưng ở chúng ta với trong giai đoạn nới lỏng giãn cách xã hội này thì là ba tránh và năm nên. Chúng ta đã vừa đi qua ba tránh, bây giờ đến năm nên. Nên thứ nhất là rửa tay thường xuyên hàng ngày, rửa tay nhiều lần trong ngày. Thứ hai là đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay cũng phải đúng cách nữa. Thứ ba là
khi mình hoặc bạn thì mình nhắc nhở, và mình mà ho hắt hơi là phải dùng khăn che miệng. Thứ tư là vệ sinh cá nhân, môi trường, hoàn cảnh. Ở nhà các em học sinh cũng phải sạch sẽ, môi trường hoàn cảnh khơi thông thoáng không khí của gia đình phải là môi trường trong lành. Và ở nhà trường, vệ sinh lớp, vệ sinh sân trường, vệ sinh nhà vệ sinh, tất cả môi trường chúng ta đang học tập đều có cử ra những đội cờ đỏ. Các em phải sao sát về cái việc môi trường hoàn cảnh. Thứ năm là tăng cường sức đề kháng. Tôi bổ sung thêm là môi trường hoàn cảnh, trong đó có cả vệ sinh cá nhân, thân thể mình nhé. Tắm rửa gội ABC là phải đầy đủ hết, không hề vào được trong bài đâu. Thứ năm là tăng cường sức đề kháng. Chúng ta cũng là học sinh cấp 2 thì cũng có ý thức lớn cả rồi. Nếu như trong bữa ăn uống sinh hoạt gia đình thì cũng có ý kiến với bố mẹ là trong cái đại dịch này mình vẫn còn phải phòng chống chứ chưa được kết thúc, cho nên là bố mẹ cũng nên quan tâm đến những bữa ăn hơn là những cái ngày thường. Thế mà tăng cường sức đề kháng thì không những ăn phải đủ chất đạm, khoáng, vitamin, tinh bột, vân vân, nhưng mà ngoài ra có thể bổ sung cái tăng cường sức đề kháng bằng thuốc, thực phẩm chức năng. Thế nhắc hoặc là xin bố mẹ, hoặc là có ý kiến thì là đến tìm những chỗ tin tưởng mua thêm thuốc hoặc thực phẩm chức năng tăng cường sức đề kháng. Những cái chất tiêu biểu đó ví dụ như là vitamin C, kẽm, hay là timodulin, vân vân. Chúng ta chỉ cần có những cái chính như vậy thôi. Thế thì những cái tuyên truyền về dịch bệnh hay là thấy phát hiện có những bạn nào hoặc một người nào đó thì chúng ta cũng không được hoang mang khi đại dịch bây giờ chưa kết thúc, nhưng nếu có tái phát ấy, thì bất kỳ một tình huống nào chúng ta đều bình tĩnh đến những nơi có đủ chuyên môn để khám xét nghiệm chẩn đoán. Đây, khi mà chẩn đoán corona dương tính ấy, về cái viêm đường hô hấp cấp thì những triệu chứng lâm sàng chưa đủ mà phải có cận lâm sàng, đó là xét nghiệm nhé. Đấy, tôi cũng nói qua những cái tuyên truyền cơ bản để các em học sinh nắm được. Thế thì hôm nay các em ở đây thì là những các lớp trưởng hay là trưởng đội cờ đỏ vân vân, thì các em là những người đại diện của các lớp, các em có trách nhiệm vào những giờ thể dục thể thao và những giờ sinh hoạt, có thể giờ ra chơi, các em sẽ chia sẻ với các bạn mình khi vắng mặt ở đây. Thế bây giờ tôi đi đến tiếp theo là tôi hướng dẫn các em đeo khẩu trang đúng cách. Đây là khẩu trang kháng khuẩn. Chúng ta nhìn sẽ thấy một mặt bên phải và một mặt bên trái. Nhưng khi cầm không bao giờ ta cầm vào cái chỗ mà nó ở trước mũi mình, cầm một cạnh. Khi các em cầm ở hai bên cạnh này, dây đeo, các em chứ tất nhiên là khi mình đeo khẩu trang là tay đã sạch rồi đấy. Đưa lên, đây, phòng tay qua, tay, dây qua tay, bắt đầu. Làm gì? Hai ngón tay này mình đưa vào cánh mũi và tay quỳnh xuống. Như thế thì đã đủ. Nếu như chưa kín, toàn bộ cầm mình kéo nhẹ đây thôi. Kéo nhẹ bằng mớ thế này. Đây là một chiếc khẩu trang sẽ in tiêm ở trên cái vùng mình định, tức là mặt mũi miệng của mình. Mình có thể hoạt động, có thể hát, có thể múa, có thể học tập ABC không bị rơi khi mình đeo đúng cách. Thế trong môi trường hôm nay cũng rất là sạch sẽ và không là an toàn rồi, thì tôi chỉ hướng dẫn thôi. Thế và xin phép là để làm tiếp cởi khẩu trang ra. Tiếp theo là tôi hôm nay vào là có mang theo nước rửa tay kháng khuẩn tặng cho các em học sinh. Nhà trường mình là có 8 cái bồn rửa tay, thì tôi đã mang theo 8 cái lọ nước rửa tay. Và đây là nước rửa tay khô xin tặng thầy hiệu trưởng để thầy làm việc. Thì thầy có một chút tình cảm
Thầy nhận thì thầy sát khuẩn tay khi làm việc với các em học sinh và các thầy cô ạ. Tặng thầy. Vâng, xin cảm ơn cô. Đây là nước rửa tay khô tôi mang theo để tặng cho các thầy cô trong lúc chờ vào giảng dạy. Thì ở văn phòng tôi xin tặng lại một cô giáo nhận để đặt ở văn phòng cho tôi ạ. Để các cô sát khuẩn tay trước khi vào giảng bài cho các em ạ. Và đây là những chai nước. Thì mỗi một bồn vệ sinh là một chai nước rửa tay. Thì các em học sinh nhận hắn để tạm ở chỗ mình. Thế sau đó thì là nhận khẩu trang xong thì các em sẽ đặt vào những bồn rửa tay đấy theo sự chỉ đạo của thầy cô nhé. Đại diện các em đứng dậy, em đứng dậy nhận. Nào đứng lên nhận cô. Rồi, cảm ơn cô. Nào cô. Một bạn tiếp theo nha. Đây, em. Đây. Đây bên này được. Sau đó là rửa tay đúng cách nha. Ví thử đây là nước rửa tay, sữa rửa tay đã bóc rồi. Chúng ta sẽ nhấn thì sữa rửa tay sẽ vào lòng bàn tay. Chúng ta phải làm thế nào để sữa rửa tay thấm đều trên khắp bàn tay? Bắt đầu nha. Xoa đây là mặt bàn tay. Bên cạnh bàn tay, chúng ta có thể quay vòng sang bên này. Đây là bàn tay trái đã xong. Chúng ta lại tiến hành sang bàn tay phải. Xoa, và cũng như vậy thì cạnh bàn tay và đằng sau của bàn tay phải. Khi xung quanh bàn tay đã kín rồi, thì tiếp theo là gì? Những ngón tay. Đấy, lần lượt từng ngón tay. Có thể từ phải sang trái, có thể từ trái sang phải, nhưng 10 ngón tay phải được thấm sữa rửa tay. Xong các ngón tay thì đến gì ạ? Kẽ ngón tay. Kẽ ngón tay và kẽ ngón tay. Xong kẽ ngón tay rồi thì chúng ta sẽ đến gì? Đầu ngón tay. Chúng ta chụp đầu ngón tay. Đầu ngón tay. Thế là tất cả bàn tay của chúng ta, mặt trước, mặt sau, xung quanh và đầu đã được sát khuẩn kỹ. Chúng ta bắt đầu đi xả nước. Khi xả nước thì các em cũng thao tác, có thể lần lượt tất cả các thao tác chuẩn như lúc nãy. Khi xả nước xong rồi, tổng số thời gian rửa tay của chúng ta ít nhất là có 20 giây. Xả nước xong rồi thì gì? Chúng ta mở vòi nước để xả xong rồi nhé. Lúc trước khi xả thì bắt đầu chúng ta xoáy vòi nước lại. Nhưng mà xoáy bằng cách nào? Nếu như lần lượt các em đến, vì chúng ta ở đây là môi trường học sinh đông rồi, lần lượt các bạn cứ đợi thì cái bạn lau tay xong rồi, đây là khăn rửa tay. Chúng ta bắt đầu lau sạch sẽ xong rồi thì xoáy cái vòi nước đó, đây vòi, ví dụ đây là vòi nước thì cái khăn này be vào cái vòi nước đó xoáy lại. Đấy là đã xong cái thao tác rửa tay của các em. Và đây là những cái khăn cô tặng các em, mỗi một bồn rửa tay một chai nước thì kèm theo bốn cái khăn lau tay. Đây nha, bốn cái khăn lau tay các em nhận theo nha. Nước rửa tay là cái lần lượt đội cờ đỏ hàng ngày, là ai trực nhật là phải giặt khăn khô sạch. Ở bệnh viện của chúng con là khăn phải là gạc khô khuẩn đấy nhá. Thế nhưng mà ở môi trường nhà trường thì các em cứ xà phòng kháng khuẩn là được, giặt sạch sẽ, phơi khô, phơi vào chỗ có ánh nắng nhá, phải có ánh nắng mặt trời thì mới diệt được
virus. Corona. Thế là chúng ta đã xong những cái thao tác rửa tay. Bây giờ cô sẽ phát khẩu trang. Bây giờ là thưa thầy là em sẽ phát mỗi một người, mỗi một thầy cô ở đây là cô nào, thầy cô nào có ở đây thì là 2 chiếc. Vâng. 2 chiếc sau đó thì là các cháu học sinh nữa. Thế còn thì em sẽ gửi lại thầy để các cô giáo, thầy giáo đi vào sau thì là, hoặc là chưa có giờ và đầu giờ thì là sẽ được nhận sau ạ. Thế thì bây giờ thế này nhá, hôm nay là cảm ơn thầy hiệu trưởng và cảm ơn các cô giáo, các em học sinh đã chung tay cùng với quầy thuốc Trần Thị Huyền, Nánh Việt Yên, Bắc Giang đẩy lùi Covid-19. Trước khi chia tay, xin tặng lại nhà trường và các em học sinh một bài hát. Bài hát này do tôi sáng tác vào ngày giãn cách thứ 6. Tôi đã sáng tác ra bài hát này. Tôi đăng tải trên YouTube kênh Vlog Huyền Trần. Tôi đã hát và được hàng gần nghìn người, 600-700 người thích bài hát này. Hôm nay tôi tặng nhà trường và các em học sinh nhé. Bài hát đẩy lùi Covid-19. Corona, cả nước chung tay đẩy lùi nCoV. Việt Nam ta hôm nay kiên cường chiến đấu bảo vệ sông nòi, tình yêu đất nước trỗi dậy từ mỗi người dân. Truyền thống của cha ông bao đời chống xâm lăng nuôi y cỏ sạch, tình yêu đất nước anh từng làm sóng xô. Giặc nào đến cũng bị nhân chìm thì Covid nhấp nhơ xa gì, dân ta quyết chiến tiêu diệt giặc Corona. Bạn lắng nghe thủ tướng chỉ thị cùng giãn cách cách ly xã hội, hân hoan ta đón chỉ thị của thủ tướng ban. Thôn với ban cách ly với làng và từng xã cách ly với phường, tối thiểu 2 mét khi cần giao dịch với nhau. Tự hào thấy dân ta trong sạch, có nhà nước và đảng lãnh đạo bảo vệ cuộc sống hòa bình hạnh phúc ấm no, bảo vệ cuộc sống an bình dân tộc Việt Nam, bảo vệ cuộc sống tươi đẹp. Việt Nam.